Hello, hello, xin chào anh em. Mình Thắng Đỗ Cần Thơ. Hôm nay mình tiếp tục với anh em ha. Mã số 1. Hét dâu. 2,8 mấy chục nha anh em. Lòng gần ha, liền mạnh sung túc nha, bồng ẩm tốt. Dãy gì đẹp nha. Chi tiết anh em vào dép lầu của mình ha. Hừng gà lắm anh em. Chân dãy rất đẹp ha. Lông gân bó sát. Khét dâu. Rồi, mã số 2 ha. Bướm dâu chân vàng, dãy bắt găng cưa nha, dáng dày mạnh luôn, 2,8 kg. Anh em nhìn gà đánh giá nha. Chi tiết bên dép lào của mình nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì xin vào dép lào của mình ha. Rồi mình cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em bỏ thời gian xem clip nha. Anh em nhớ đăng ký kênh cũng như là follow kênh ủng hộ nha. Xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ.